Galaxy S9 Plus là một trong 21 flagship mới nhất vừa được Samsung ra mắt. Nếu bạn muốn sở hữu một camera kép theo trào lưu hiện tại thì S9 Plus sẽ là lựa chọn hoàn hảo nhất. Với hai camera 12 megapixel, cả hai đều có khả năng chống rung quang học zoom 2x. Và vì điểm cải tiến lớn nhất lần này chính là khả năng chụp ảnh và quay video slow motion, khả năng lên đến là 960fps, nên ngày hôm nay Vĩnh Phú đã có một trải nghiệm khá thú vị trong buổi sáng cuối tuần. Chế độ chụp ảnh chuyên nghiệp, bạn có thể thay đổi khẩu độ từ f1.5 đến f2.4. S9 và 9 Plus thu về nhiều hơn 28% lượng ánh sáng cần thiết. Cân bằng trắng thì chính xác, màu sắc có hơi nhạt hơn so với thực tế một tí. Ảnh chụp ở chế độ auto, tốc độ chụp nhanh, nhưng ảnh có độ chi tiết rất cao. Chế độ sắc phong chủ động trên S9 Plus theo mình là rất tốt. Thêm một tính năng mới không thể bỏ qua trên bộ đồ flagship, đó chính là khả năng quay video slow motion chất lượng cao 960fps ở độ phân giải là 720p. Như vậy thì cùng với Sony Xperia XZ Premium thì Galaxy S9 và S9 Plus là hai mẫu điện thoại tiếp theo sở hữu tốc độ quay chậm ấn tượng nhất hiện nay. Chưa kể là tính năng quay chậm trên điện thoại S9 Plus lại đơn giản hơn rất nhiều nhờ vào khả năng tự phát hiện chuyển động và có thể tự thiết lập phần chuyển động chậm, vô cùng tuyệt vời. Sở hữu khả năng quay chậm và siêu chậm thì chắc chắn Galaxy S9 Plus theo mình là một chiếc smartphone tối ưu hóa về tất cả. Và ngày hôm nay mình đã có một ngày vô cùng thú vị với Galaxy S9 Plus.